Tại Nghệ An, trong những năm qua, việc phát triển hạ tầng viễn thông, Internet và ứng dụng công nghệ thông tin đã có những bước tiến vượt bậc. Hệ thống mạng và dịch vụ viễn thông phát triển mạnh, không chỉ ở thành phố mà còn vươn rộng ra các vùng nông thôn, miền núi. Chính phủ điện tử thì cũng là một cái ứng dụng chạy trên cái nền tảng của cái mạng Internet. Mà mạng Internet thì hoạt động dựa trên cái nền tảng của mạng viễn thông băng rộng. Mà mạng viễn thông băng rộng đó chính là cái mạng cáp quang, đường trục và cũng như là cái mạng phân phối trên toàn tỉnh. Thì trong khoảng 5 năm qua thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như là Viễn thông Nghệ An cũng như là Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Nghệ An thì có thể nói là đã đầu tư rất là mạnh về cơ sở hạ tầng này trên toàn tỉnh. Thì tại năm 2007 thì tất cả toàn tỉnh chúng ta có khoảng 1.500 km cáp quang. Nhưng hiện nay thì trên toàn tỉnh chúng ta có đến trên 12.000 km cáp quang, trên 70.000 thuê bao Internet có dây và gọi là thuê bao Internet không dây mà chạy trên nền tảng 3G đấy. Thì của các doanh nghiệp thông tin di động thì chúng ta có khoảng đến 30.000 thuê bao, có thể nói là thường xuyên. Và tốc độ phát triển thuê bao Internet trong người dân thì có thể nói cũng rất là cao. Từ năm 2007 bây giờ thì thực sự mà nói chúng ta có khoảng 40.000 thuê bao Internet có dây, thì hiện nay chúng ta gần 80.000 thôi, thì như vậy gấp đôi. Và hiện nay với cái năng lực cung cấp của các doanh nghiệp cũng như chính sách cạnh tranh về cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thì có thể nói là cái mức độ sử dụng trong dân ngày càng cao. Và có thể nói là cùng với cái mạng 3G nữa thì cái tính sẵn sàng về cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho chính phủ điện tử ứng dụng này thì có thể nói là sẵn sàng, rất sẵn sàng. Các điều kiện tối thiểu cho hoạt động của chính quyền điện tử đã được hình thành với hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai kết nối 24 điểm từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở thông tin truyền thông, cục thuế đến tất cả ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Hệ thống cổng thông tin điện tử vận hành liên tục với một cổng cấp 1 và 58 cổng cấp 2, lượt truy cập đạt trên 4.000 lượt một ngày. Hiện tại cổng đã cung cấp 1.467 dịch vụ công cấp 1 và 2. Trong đó có 1.107 dịch vụ công cấp tỉnh, 229 dịch vụ công cấp huyện, 131 dịch vụ công cấp xã cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống thư điện tử công vụ hoạt động khá hiệu quả. Đến nay đã có 27 tên miền hộp thư, 298 nhóm thư và trên 6.700 tài khoản được kích hoạt và sử dụng. Các trung tâm giao dịch một cửa được hiện đại hóa với hệ thống một cửa liên thông điện tử được triển khai thành công tại Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế, Công an và Kho bạc. Thì riêng cái việc giao ban trực tuyến ấy là mỗi cuộc họp như vậy là chúng ta giảm được khoảng độ 60 triệu. Tức là về giảm chi phí, chúng ta điều đồng tất cả tỉnh về Vĩnh Long. Thì tiền xăng xe, tiền gói cầu ăn nghỉ cũng mất khoảng tối thiểu là 60 triệu. Thì một năm như thế chúng ta có hàng ngàn cuộc họp thì chúng ta mất hàng chục tỷ. Và vấn đề thứ hai nữa là tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được cái chi phí, tiết kiệm được cái hiệu quả truyền tin nó nhanh hơn, nhận chỉ thị nhanh hơn. Thế thư điện tử giúp cho các đồng chí lãnh đạo, giúp cho cán bộ công chức là có thể trao đổi với nhau thông tin qua thư điện tử trong những vấn đề công việc, không phải tiếp cận để nhận văn bản giấy tờ mà trao đổi qua thông tin điện tử thì giảm được cái vấn đề đi lại, tiết kiệm được các cái chi phí và giải quyết cái công việc nó cũng nhanh hơn. Khi tôi đứng làm chủ tịch ủy ban tỉnh ấy, mỗi buổi chiều tôi bỏ ra 30 phút thì tôi kiểm soát được hết trong ngày hôm đó là các đồng chí chuyên viên của văn phòng ủy ban nhân tỉnh đã làm những việc gì và những việc đấy hiện nay làm như thế nào, bao nhiêu văn bản đến, văn bản đến nằm ở chuyên viên nào, nằm ở hay là lãnh đạo nào. Cô kiểm soát được các đồng chí phó chủ tịch đã ký cái gì, ký nội dung gì và xử lý các văn bản đó đúng pháp luật hay không. Thì cái này nó rất là có cái tính ứng dụng rất là cao. Ngoài việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm, công nghiệp nội dung số, v.v., tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, như công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục Hải Nam, công ty máy tính Hồng Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Thành Tâm, v.v. Với những kết quả đạt được, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của Nghệ An liên tục tăng. Năm 2013 đạt vị trí thứ 7 so với 63 tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù đã có hạ tầng công nghệ thông tin tốt và các điều kiện tối thiểu cho hoạt động của chính quyền điện tử, tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng do thiếu nhiều yếu tố, lĩnh vực hành chính công chưa phát huy hết hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
Điển hình như vấn đề cung cấp thông tin và sự tương tác hai chiều chưa thực sự đem lại hiệu quả cho cả lãnh đạo tỉnh và người dân. Vấn đề thủ tục hành chính đang là vấn đề người dân, doanh nghiệp than phiền và tạo nên những bức xúc trong xã hội. Đối với đất đai thì cũng rất nhiều cái loại thủ tục đi kèm, ví dụ như đánh giá tác động môi trường DDM á, thì bọn tôi mất khoảng 3 đến 5 tháng mới xong một cái thủ tục. Đấy, tưởng đơn giản nhưng mà mất 3 đến 5 tháng. Thứ hai nữa là các cái thủ tục về bia đỏ, rất nhiều cái thủ tục phụ đi kèm. Đó làm cho doanh nghiệp là nói chung là cũng rất mất rất nhiều thời gian để mà chạy những thủ tục, lo những thủ tục này. Đó. Còn lại cái thủ tục nữa là các cái thủ tục về các cái giấy phép như bây giờ những đầu tư chẳng hạn, ở sở cái đầu tư thì cũng là cần thời gian để các cái dự án mới cấp được giấy phép. Để đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm công nghệ thông tin của vùng Bắc Trung Bộ, theo nghị quyết số 26 ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị và tiến tới xây dựng một chính quyền Nghệ An điện tử với sự vận hành trao đổi thông tin thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, với công dân, thì việc ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong các đơn vị địa phương còn rất nhiều khó khăn. Những yêu cầu này đòi hỏi tỉnh phải có một kiến trúc tổng thể, phải có một lộ trình đầu tư phát triển hạ tầng, ứng dụng phù hợp và có nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Chính vì vậy, sự tìm kiếm hợp tác giữa nhà nước với một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một giải pháp tỉnh Nghệ An hướng đến và FPT là một lựa chọn đúng đắn. Tập đoàn FPT là một cái tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước về công nghệ thông tin và có cái sức cạnh tranh trên toàn cầu. Và chúng ta đang mong muốn phát triển công nghệ thông tin vừa là động lực của nền kinh tế tỉnh nhà, vừa là với vai trò là một cái thành tố của nền kinh tế, tạo được công ăn việc làm, giải quyết được là lao động, thu ngân sách và tạo sản phẩm cho xã hội, cho nên sẽ đóng góp rất lớn cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển. Và chúng ta lựa chọn FPT là đúng với cái yêu cầu của cái nghị quyết 26 Bộ Chính trị và chiến lược phát triển kinh tế của Nghệ An, là xây dựng Nghệ An trở thành một cái trung tâm mạnh về công nghệ thông tin. Trong tất cả các dự án thì quyết định thành công là quyết tâm của lãnh đạo. Thì qua cái buổi này thì tôi thấy rằng là cái lãnh đạo Nghệ An đã rất quyết tâm, từ tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư đến hội đồng nhân dân đến ủy ban nhân dân, các sở ngành đều nó thể hiện một cái sự quyết tâm và cái tính thống nhất của quyết tâm từ lãnh đạo các cấp, thì đấy là cái tiền đề đầu tiên cho cái sự thành công. Thế cái thứ hai là chúng tôi thì luôn đánh giá là Nghệ An là một cái tỉnh đầu tiên là lớn nhất nước về diện tích, đứng thứ 34 về dân số. Nhưng nếu trừ Hà Nội, Hồ Chí Minh ra thì đứng thứ 2 về dân số. Và với một cái, nó lại là không những thế, nó là cái đại diện cho một cái khu vực Bắc Trung Bộ. Thế thì nó là một cái tiềm năng lớn. Đề án chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An xác định mục đích giúp tỉnh thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thể hiện ý chí quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm cơ sở để xác định mô hình kiến trúc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, xác định các nội dung, hạng mục đầu tư, bố trí và thu hút mọi nguồn lực, lộ trình để xây dựng thành công chính quyền điện tử và đưa Nghệ An trở thành tỉnh dẫn đầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Nội dung của đề án bao gồm xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu, hoàn thiện mạng diện rộng đến cấp phường, xã, hoàn thiện kênh giao tiếp nội bộ, mở rộng các kênh giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khối chính quyền đoàn thể và các cơ quan khối đảng. Việc xây dựng chính quyền điện tử theo đề án sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành dịch vụ công, chi phí đi lại, hội họp, và một chính quyền điện tử mạnh sẽ giúp hạn chế được tối đa sự nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Qua mạng ở trên toàn địa bàn về cái internet ấy, ví dụ như chuyển các cái văn bản xuống 25 xã thị trấn trên địa bàn ấy, thì nếu như cái dịch vụ này mà nó tốt ấy, thì chúng tôi là
đỡ rất nhiều về kinh phí và rất là kịp thời trong quá trình chỉ đạo của từ huyện xuống cơ sở. Các doanh nghiệp và người dân đều đánh giá rất là cao và rất là phấn khởi khi mà tỉnh Nghệ An đã có một cái thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ FPT. Như chúng ta đã biết là tập đoàn công nghệ FPT là tập đoàn hàng đầu Việt Nam và có thể nói là một năm trong 100 công ty về công nghệ về IT lớn nhất thế giới. Cái cách tiếp cận của tỉnh đối với cái lĩnh vực này thật sự là mới mẻ. Và tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh rằng là khi mà chúng ta ứng dụng thành công hai cái trụ cột là chính quyền điện tử và y tế điện tử thì chắc chắn là công nghệ thông tin sẽ góp phần theo cái việc là phát triển, tạo ra động lực phát triển kinh tế. Thế thì với người dân thì tôi cũng biết là vừa rồi có cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Thì tôi cũng kỳ vọng đây là một cú hích quan trọng cho cái việc thực hiện thành công nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Theo nội dung ký kết hợp tác chiến lược giữa Nghệ An và FPT, tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần FPT khảo sát, nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng về nghiệp vụ, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ trên địa bàn Nghệ An. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác với FPT. Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần FPT được tham gia thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu về phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, cũng như nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ khác vào công tác quản lý, điều hành. Công ty cổ phần FPT ưu tiên áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với thực tiễn để đầu tư vào tỉnh Nghệ An, hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng đề án tổng thể về hệ thống chính quyền điện tử, cam kết cung cấp các nguồn lực, trí tuệ và kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông để xây dựng đề án tổng thể hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tiến độ. Lấy ký kết này là cái bước khởi đầu cho một cái chiến lược phát triển đưa công nghệ thông tin nó trở thành một cái phương thức phát triển kinh tế mới để đóng góp vào tất cả các sự phát triển của tất cả ngành kinh tế khác. Thì nó như một cái sự phát triển bởi vì là cái tỉnh Nghệ An đã sau cái lý kết này đã nhìn thấy là cái công nghệ thông tin nó có cái tầm quan trọng đặc biệt trong cái việc phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là tái cấu trúc cái nền kinh tế. Thì sau khi kế thì chúng tôi sẽ giúp Nghệ An là hoàn toàn là miễn phí là xây dựng cái đề án tổng thể. Sau đó thì có thể thiết kế chi tiết là cái hệ thống chính quyền điện tử cho một cái tỉnh Nghệ An thì nó gồm những cái hạng mục như thế nào để có thể làm cơ sở để cho Nghệ An có thể bắt đầu triển khai tiếp. Thông thường, việc xây dựng chính quyền điện tử cho một tỉnh cần khoảng thời gian 5 năm. Nhưng Nghệ An theo đề án chỉ xây dựng trong 3 năm, từ 2013 đến 2015. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đã đặt ra, ngoài sự hỗ trợ hợp tác của doanh nghiệp có kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, thì lãnh đạo tỉnh cũng như các cán bộ công chức phải đặt quyết tâm chính trị rất cao để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, để cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu quả.